Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha anh em ơi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ lại đến với một video tâm sự nha mọi người. Tâm sự về chuyện làm YouTube của mình trong 2 năm qua. Lời đầu tiên thì mình xin cảm ơn tất cả những các bạn fan đã theo dõi và ủng hộ cho mình nha anh em. Thì câu chuyện bắt đầu đó là mình sinh ra tại một vùng quê nghèo khó anh em ạ. Và phải nói là những năm tháng cấp 3 mình học hành thì mình lơ là việc học hành. Và mình ham chơi game. Mình ham chơi game đến mức mà phải nói là mình không chịu học hành gì cả anh em ạ. Mình chỉ ở nhà chơi game, không khác gì một thằng tự kỷ cả anh em ơi. Phải nói là những năm tháng cấp 3 như vậy, đối với mình thấy là cái việc chơi game, mình ham game quá mức như vậy luôn. Nhiều khi là mình chơi game, mình không ăn, mình không ngủ, mình cày game. Hồi đó thì mình ham game máy tính anh em ạ, bởi vì điện thoại thì cơ bản là không có những cái trò chơi hay. Rồi là suốt ngày ra net, chơi game, không quan tâm đến học hành. Rồi, và cái kết quả thi đại học của mình, đó là mình rớt đại học. Một thằng không học thì làm sao mà có thể đậu đại học được. Nhưng với cái điểm số trung bình của mình thì mình đã nghĩ rằng là cuộc đời mình nên thay đổi anh em ạ. Cuộc đời mình nhất định sẽ phải thay đổi. Vậy nên là mình đã xin xét học bạ để xin vào một trường đại học. Thì nó chỉ là một cái trường đại học nhỏ thôi anh em ạ. Anh em chỉ cần đủ điểm qua trung bình môn là anh em có thể là xét vào để xin học được. Việc học đối với mình lúc này hầu như là mình rất là chán sách vở. Mình đã cố gắng, mình học. Nhưng rồi mình nhận ra rằng là mình không có cái IQ cao để mình học được anh em ạ. Mình khá là chán nản vì cái việc học hành. Vậy nên là các bạn biết không, khi mình đi học, bố mẹ hàng tháng vẫn phải gửi tiền lên để lo cho mình. Nói chung thì là mình là một thằng nghiện ngập game anh em ạ. Mình thấy là tại sao mình lại có thể ham game đến như vậy được. Mình đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian. Và rồi là mình thấy thương bố mẹ mình khi mà hàng tháng phải gửi tiền lên. Thì những cái tiền đóng tiền nhà đấy, tiền điện đấy, tiền để cho mình ăn đấy, hầu như là mình không ăn. Mình chỉ ăn mì gói thôi. Mình ăn mì gói, mình cày game. Và chủ yếu là những cái tiền đó mình dành để mình đi net anh em ạ. Mình thấy rằng là cái quãng thời gian đó trong cuộc đời mình, nó là một quãng thời gian tồi tệ. Thật ra thì không hẳn anh em ạ. Cái lý do mà con đường dẫn đến mình vào game, mình nghiện game, đó là về một câu chuyện tình cảm. Mình có một cái cú sốc tình cảm rất là lớn anh em ạ. Một cái cú sốc lớn đã khiến cho cuộc đời của mình, từ một thằng con trai bình thường, mình yêu người ta các bạn biết không. Thì hồi học trung học phổ thông, có phải là anh em đều có một cái sự thích hay là các bạn yêu ai đó. Còn đối với mình, tình yêu, mình yêu người ta, nhưng mình không được người ta đáp lại. Chung quy cũng chỉ vì là mình có biết là lý do như nào nữa. Nhưng có lẽ như là mình không có tài ăn nói. Rồi là có thể như là mình không đẹp trai anh em ạ. Và mình nhát gái nữa. Và rồi đến khi mà người ta có một cái người khác, người ta có người yêu thì mình tiếc nuối. Mình rất là hèn anh em ạ. Mình yêu người ta nhưng mình không dám nói ra trong những năm tháng học trung học phổ thông. Mình chia sẻ với các bạn hôm nay điều này đây, là những điều mà mình cảm thấy nuối tiếc. Mình mong rằng là nếu như mà anh em đang đi học hay là như nào đấy, các bạn có thích ai hoặc các bạn yêu ai, các bạn hãy nói với người ta. Hãy nói với người ta. Đừng bao giờ tự ti. Đừng bao giờ rằng bạn tự ti, rằng là bạn không có cái này, bạn không có cái kia, bạn không đẹp trai hay là bạn không gì cả. Nếu như bạn yêu, bạn hãy thổ lộ với người ta. Mình là mình hèn hạ. Mình yêu nhưng mình không dám nói. Và đó là một trong những cái điều mà mình buồn nhất. Và đến khi là người ta có người yêu rồi, người ta hạnh phúc rồi, thì mình lẻ loi, mình buồn. Trong những cái ngày đấy thì mình chỉ có biết là lấy game làm bạn thôi. Các bạn biết không, một ngày 24 tiếng thì mình phải cày game đến tận là bao nhiêu tiếng đấy. Mình cày game tận 18 tiếng anh em ạ. Mình không ăn, mình không ngủ, mình cày game. Mình vùi đầu vào game để quên đi cái thực tại rằng là rằng là mình yêu người ta, nhưng mình không thể đến được với người ta, bởi vì mình không dám nói.
Mình mong là các bạn con trai hay là các bạn con gái, thì nếu như mà các bạn yêu ai đó, các bạn hãy nói thẳng thắn với người ta. Rồi ok, đừng như mình. Đấy là cái cú sốc đã khiến cho mình vùi đầu vào game. Mình thật sự là ham game. Cho đến khi mình lên đại học, mình thấy thương bố mẹ mình quá. Quê mình thì là một vùng quê nghèo thôi anh em ạ. Mình thấy thương bố mẹ mình quá. Thế là mình ra ngoài, mình đi xin việc làm thêm. Bởi vì là thật ra là mình cũng không thể học được nhiều. Anh em biết không? Kiểu như là mình học nhưng mình không tiếp thu được ấy. Thế là mình đã xin ra ngoài, mình đi làm thêm. Mình có xin tại những quán cà phê, rồi là những quán nhậu. Cuối cùng là chẳng ai nhận cả. Mình nói với các bạn luôn, mình là quê Thanh Hóa. Cách đây một vài năm, người ta vẫn kỳ thị về cái vùng quê của mình, rằng là dân vùng quê của mình lừa đảo, dân vùng quê của mình sống thế này thế kia. Người ta nói không tốt, người ta không nhận mình. Rồi mình cũng chẳng biết làm như nào nữa. Mình buồn chán. Thật sự mình vùi đầu vào game luôn, lại một lần nữa. Nhưng rồi mình tìm được nguồn cảm hứng từ game Free Fire. Nó là một game sinh tồn. Các bạn tưởng rằng là vào trong game chỉ có chém giết, nhưng không anh em ạ. Cái quy luật này là của cuộc sống, nó là như này anh em ơi. Anh em phải luôn luôn thay đổi, anh em phải luôn luôn thích nghi. Nếu như mà anh em không mạnh thì người khác sẽ hạ gục anh em. Anh em không được yếu đuối. Đơn giản là nếu như chúng ta sai, chúng ta làm lại. Cũng như là khi mà anh em chơi game, anh em chết, anh em chơi lại trận mới. Các bạn cố gắng, các bạn sống dai hơn, các bạn hạ gục kẻ địch, để rồi anh em sẽ có thể giành lấy top 1. Trong cuộc sống này thì cũng như vậy thôi anh em ơi. Và cái quãng thời gian đấy, mình thấy game Free Fire là một cái game nó rất là hay, nó rất là thú vị. Nó đã khiến cho mình nhận ra, mình ngộ ra được nhiều điều trong cuộc sống. Và đó là cái lúc mình chơi game Free Fire, mình làm YouTuber với tất cả những niềm đam mê của mình. Mình muốn chia sẻ cái nguồn cảm hứng khi mà mình chơi game, anh em hiểu không? Tức là trong những cái trận đấu, mình luôn chia sẻ cái niềm vui khi mà mình giành được top 1 cho mọi người. Nếu như mà anh em thấy xem video này hay, các bạn đừng tiếc một like, các bạn chia sẻ video giúp mình nha. Rồi là anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông ủng hộ cho mình nha mọi người nha. Thật sự là nó làm con người mình thay đổi anh em ạ. Dẫu sao thì các bạn cũng nên chơi game một cách điều độ nha. Và nên là quan trọng cái việc học hành hơn. Đừng như mình nha anh em. Nhưng mà đối với bản thân mình thì mình thấy rằng là không hiểu sao mỗi lần mà động đến sách vở tính toán là mình lại đau đầu anh em ạ. Mình đau đầu, thật sự là mình rất là khó để học. Giống như là kiểu mình mở sách vở ra là mình đã bệnh rồi anh em ạ. Đó là những cái chia sẻ của mình. Và đến bây giờ thì mình chơi game Free Fire được hơn 2 năm. Mình làm YouTuber và đã được rất là nhiều mọi người yêu quý. Cảm ơn tất cả các fan của Kẹo đang xem video này ngày hôm nay nhá. Anh em thấy hay đừng tiếc một like và đừng quên chia sẻ video nhá. Rồi nha. Đấy là câu chuyện Free Fire đã thay đổi cuộc đời, đã thay đổi cuộc sống mình như thế nào. Từ một thằng nghiện ngập, suốt ngày chỉ biết lao đầu vào game anh em ạ. Mình trở thành một YouTuber, nhiều người ngưỡng mộ. Các bạn xem video của mình. Rồi ok, đến bây giờ thì mình không còn nghiện game nữa. Thay vào đó là mình chơi Free Fire với một niềm đam mê. Mình truyền cảm hứng đến tất cả mọi người. Đơn giản, Free Fire không chỉ là một game sinh tồn anh em ạ, mà đã cho anh em nhiều bài học trong cuộc sống này nữa. Chơi game chính là những cái lúc mình ngộ ra được nhiều điều. Các bạn hiểu không? Mình ngộ ra rằng là anh em sẽ phải cố gắng, luôn luôn tiến bước, các bạn không được lùi bước nhá. Mình biết là ngày hôm nay thì mình chia sẻ những điều này có thể là có nhiều bạn có cùng tâm trạng với mình luôn. Thật sự thì game Free Fire nó mang đến cho mình những người bạn nhiều hơn. Rồi là nó mang đến cho mình được một cái sự nổi tiếng, mình được nhiều người biết đến, mình được anh em biết đến. Rất là cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình ngày hôm nay và nghe những cái điều mà mình chia sẻ đây. Rồi là cái chặng đường làm YouTuber 2 năm qua của mình, nó đến với mình rất là nhiều những cái cú sốc. Như là khi mình đạt 100.000 người đăng ký, kênh YouTube của mình bị xóa các bạn ạ. Trong những cái ngày tháng đấy thật sự là mình vô cùng mình buồn bã luôn. Kênh YouTube của mình bị xóa 3 ngày. Mình không hiểu lý do tại sao nữa. Nó chỉ là một sự nhầm lẫn từ YouTube mà thôi anh em ạ. Nhưng trong 3 ngày đấy,
Anh em có hiểu cái cảm giác như kiểu là các bạn không làm gì sai cả nhưng YouTube xóa kênh của các bạn? Các bạn mất hết niềm động lực, niềm tin vào cuộc sống luôn. Thật sự là mình sống, mình tự kỷ luôn. Mình mong rằng là có những anh em mà đang ham game đây thì các bạn có thể là bớt chơi game một chút. Các bạn lo nghĩ về cuộc sống nhiều hơn, lo nghĩ về gia đình nhiều hơn, rồi là những người yêu thương mình nữa. Rồi là có cả những bạn trai, các bạn ấy ham game. Và anh em thường ngó lơ những người yêu thương mình. Giống như kiểu là có nhiều bạn suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào game, rồi là bỏ lơ đi những lời quan tâm của bạn gái. Rồi là anh em bỏ lơ đi tất cả, các bạn chỉ quan trọng game thôi. Mình mong rằng là các bạn sẽ nhìn nhận lại game, nó là thứ giúp cho chúng ta giải trí, chứ không phải là thứ mà nó tiêu khiển con người chúng ta, các bạn hiểu không? Hơn 2 năm làm YouTuber, thật ra là cũng có những lúc mình nản, cũng có những lúc mình chán. Không phải lúc nào mình cũng vui được. Và các bạn biết không, đằng sau cái ánh hào quang đấy, đằng sau những video vui vẻ, đằng sau những cái buổi livestream của mình, thì anh em đâu biết rằng là Mình giấu gương mặt cười. Mình giấu trong gương mặt cười trên livestream cho anh em xem. Anh em đâu thấy. Thật sự là những người làm streamer, những người làm YouTuber, đằng sau những clip đó, các bạn biết không, đó là nhiều lúc tâm trạng của bọn mình không tốt, nhưng trong những video không bao giờ được để lộ cho mọi người thấy. Dù là những buổi livestream nữa, mọi người lúc nào cũng thấy rằng là những người làm YouTuber họ luôn vui vẻ, họ luôn kiểu như là tạo ra một cái bầu không khí vui tươi để cho người xem thấy thoải mái thôi. Còn thật ra thì cũng có những lúc, bởi vì là bọn mình cũng là con người thôi anh em ấy, buồn chuyện tình cảm, buồn chuyện tiền nong, buồn chuyện này kia nữa. Và sau những cái chia sẻ của Kẹo thì anh em thấy rằng là livestream game, nhiều khi bọn mình thấy rằng là hầu như là bọn mình tự kỷ trong chính căn phòng luôn. Bởi vì là mình làm video, mình chơi game cho anh em xem này, cả tuần có khi là mình không ra khỏi nhà một chút nào luôn anh em ạ. Suốt ngày ru rú ở trong phòng, đến nỗi kể cả như là hàng xóm bên cạnh thì hầu như là người ta còn chưa nhìn thấy mặt mình bao giờ luôn anh em ạ. Giống như kiểu là bạn là một con người tự kỷ vậy, lúc nào cũng ru rú ở trong phòng vậy. Có thể là anh em nhìn thấy mình tự tin thế này thôi, nhưng mà nếu như anh em gặp mình ở ngoài thì sao? Có thể là mình không có được cái độ tự tin như này để đứng trước mọi người để mà nói cho mọi người nghe những câu chuyện về tâm sự làm YouTube hơn 2 năm qua của mình thế này đâu anh em ơi. Mình biết là có nhiều bạn ở đây, các bạn ước mơ trở thành một streamer, các bạn ước mơ trở thành một YouTuber. Các bạn hãy cứ làm, các bạn hãy cố gắng, các bạn ước mơ điều gì đó, các bạn hãy làm và thực hiện nó, rồi sẽ có ngày các bạn thành công thôi. Và trong những cái video của mình gần đây thì mình đang cố gắng xây dựng đó là video game. Nó không hoàn toàn chỉ là video game thôi anh em ạ, nó mang cho anh em nhiều cái giá trị hơn nữa, hơn cả game Free Fire. Đó là những điều mà anh em cảm nhận được, những cái điều mà mình nói ra để cho anh em hiểu mình hơn, hiểu về bản thân của những người làm YouTuber, những người làm streamer hơn nha. Rồi là những khó khăn, các bạn biết không, đó là chơi game bọn mình rất là áp lực. Bọn mình áp lực đó là phải được top 1, rồi là phải chơi 2, cũng cố gắng rèn luyện, cũng cố gắng rất nhiều hàng ngày qua mỗi ngày để có được những video hay. Nhiều khi mình nhận được những cái bình luận không hay từ các bạn, mình rất là buồn, rồi mình cũng phải suy nghĩ rằng là tại sao người ta chê mình như thế, rồi mình lại phải sửa lại như nào. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này nha. Anh em đừng tiếc một like, anh em chia sẻ video giúp Kẹo nha. Và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ tâm sự với nhau thế thôi nhở. Hẹn gặp lại mọi người sau nha.